thực hư việc khách sạn mở tivi cũng bị thu tiền bản quyền. Mới đây, thông tin ở các khách sạn có mở nhạc từ tivi cũng phải thu phí bản quyền. Vậy thực hư chuyện này như thế nào? Cụ thể, vào ngày 25 tháng 5, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCPMC đã thông tin đến báo chí về vấn đề thu phí tại các khách sạn ở Đà Nẵng có sử dụng âm nhạc, với mức phí đưa ra là 25.000 đồng một phòng một năm đối với những phòng ngủ, phòng khách có sử dụng TV. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, giám đốc VCPMC chia sẻ, gần 10 năm nay, đơn vị này đã thu tiền sử dụng âm nhạc tại các khách sạn ở địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, v.v. VCPMC chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và với cơ quan quản lý cấp 1 là Hội Nhạc sĩ Việt Nam để tiến hành thu tiền tác quyền này. Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, việc thu tiền tác quyền này được thực hiện theo đúng luật sở hữu trí tuệ và công ước Bern tại Hà Nội và các tỉnh phía Nam với các khách sạn 4, 5 sao. Phía VCPMC cho biết, vào năm 2016 vừa qua, văn phòng VCPMC khu vực phía Nam đã đạt gần 3 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, do mới thực hiện nên một số chủ cơ sở kinh doanh chưa hiểu đúng về luật. Bởi trong khoản thu đó, tiền thu tính theo đầu TV một phòng tại khách sạn rất nhỏ mà chủ yếu là thu tiền tác quyền từ biểu diễn âm nhạc, quán bar, nhạc sảnh chờ, phòng karaoke, chứ không phải là chỉ thu trên đầu TV như báo chí đã phản ánh. Tác giả Trên Đỉnh Phù Vân cho biết, tại Đà Nẵng, chúng tôi cũng thu tiền tác quyền được một vài năm nay. Tôi chưa đọc kỹ những thắc mắc của các khách sạn ở Đà Nẵng thế nào, nhưng đó là chuyện bình thường. Khi pháp luật được triển khai thì thường xuyên chúng tôi phải phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để giải thích. Hơn nữa, các khách sạn nào chưa hiểu thì phải tìm hiểu luật chứ không nên lu loa làm ầm ĩ trên báo chí. Đó là sự thiếu hiểu biết pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ. Việc thực hiện thu tiền bản quyền gồm 4 loại: quyền biểu diễn, quyền sao chép, quyền được kiểm soát khi sử dụng tác phẩm của mình trong lĩnh vực phát sóng, kể cả sóng vô tuyến hay sóng vệ tinh, quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng. Ngoài ra, còn các quyền liên quan khác như quyền được nhập khẩu, phân phối sản phẩm đến nước ngoài. Ông Phương bộc bạch như vậy. Trước câu hỏi, các chương trình âm nhạc đã thực hiện tiền bản quyền, tại sao người xem lại phải trả tiền lần nữa? Phải chăng đây là một sự chồng chéo, khiến người dân bị rơi vào cảnh phí chồng phí? Ông Phương cho biết, phía VCPMC chỉ thu tiền bản quyền ở những khu vực kinh doanh có phát sinh lợi nhuận, chứ không phải là TV của người dân. Những quyền thu này đều được ghi trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và công ước Bern, không phải là phí chồng phí, không phải là quyền này dẫm chân quyền khác. Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, việc VCPMC, một trong những tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, tiến hành thu tác quyền âm nhạc là phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam, luật sở hữu trí tuệ và công ước Bern về bảo hộ quyền tác giả. Tuy nhiên, VCPMC cần thay đổi phương thức làm việc so với hiện nay, cần đàm phán để đạt được đồng thuận với đối tác kinh doanh sử dụng tác phẩm âm nhạc. Trong trường hợp không thỏa thuận được, mới nhờ tới sự can thiệp của luật pháp. Đề nghị VCPMC thực hiện đúng quy trình, đúng luật. Khi triển khai trên địa bàn mới, phải triển khai đúng lộ trình, phù hợp. Phải có gặp gỡ, giải thích với các chủ cơ sở kinh doanh, chứ không nên cứ gửi văn bản như vừa qua, gây hiểu lầm là cửa trên. Ông Hùng đưa ra ý kiến như vậy.